Chào các bạn đã quay trở lại với kênh cũ cô Sơn, Tri Thức Làm Giàu. Tri Thức Làm Giàu là của bạn. Bạn chính là Tri Thức Làm Giàu. Chúng ta gặp nhau ở đây, bạn xem được video này có nghĩa là bạn đã gửi thông điệp đến vũ trụ, hoặc vũ trụ muốn gửi tín hiệu đến bạn thông qua kênh Tri Thức Làm Giàu này, rằng đã đến lúc bạn thay đổi cuộc sống ngày một tốt dần, ngày một hoàn hảo hơn, ngày một thịnh vượng đủ đầy hơn, qua từng ngày xem video của Tri Thức Làm Giàu. Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài tập thiền kết hợp 55 câu khẳng định rất tích cực có khoa học, thu hút tiền bạc, sự giàu có, thịnh vượng bằng luật hấp dẫn. Việc thực hành liên tục trong 21 ngày sẽ giúp bạn tạo ra những rung động của tần số với tiền bạc và sự giàu có. Nhờ đó, bạn có thể thu hút tiền bạc và thịnh vượng về với bạn. Bạn có thể thực hành vào buổi sáng sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn hãy tìm một nơi yên tĩnh, thư giãn để thực hành bài tập này nhé. Bạn có thể ngồi hoặc nằm đều được hết và nghe đi nghe lại nhiều lần bất cứ lúc nào bạn muốn. Và bây giờ, bài tập thiền của chúng ta bắt đầu. Bạn hãy thả lỏng cơ thể. Bạn cảm thấy cơ thể được thả lỏng. Bạn thả lỏng toàn thân. Bạn cảm thấy toàn thân được thả lỏng. Bạn thả lỏng hai mắt. Thả lỏng hai cánh tay. Thả lỏng hai bàn tay. Thả lỏng từng ngón tay. Thả lỏng eo, hông, vùng thắt lưng. Thả lỏng hai chân, hai bàn chân, từng ngón chân. Thả lỏng đầu óc. Thả lỏng tâm trí. Thả lỏng tinh thần. Bây giờ bạn hãy từ từ nhắm mắt lại. Hít vào một hơi thật sâu. Và từ từ thở ra. Một lần nữa, bạn hãy hít vào một hơi thật sâu. Và từ từ thở ra. Mỗi lần hít vào, bạn cảm thấy mình đang hít vào sự rung động của tiền bạc và sự giàu có. Hít vào một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Mỗi lần thở ra, bạn cảm nhận mình đang thở ra những năng lượng của sự tiêu cực. Hơi thở ra và thở vào của bạn như khai thông dòng chảy của tiền bạc và sự giàu có đến với bạn. Hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra. Một lần nữa,
bạn hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra. Hiện tại bạn đã bước vào trạng thái theta. Trạng thái này gắn liền với tiềm thức, nơi mà tâm trí bạn có khả năng nhận biết sâu sắc, trực giác phát triển, thể chất và tinh thần hòa tan làm một. Trong trạng thái này, tâm trí của bạn có thể kết nối với vũ trụ và tạo ra những thay đổi về tần số. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra. Bây giờ, bạn hãy lặp lại những câu khẳng định tích cực. Sau đây, bạn có thể đọc thầm hoặc đọc thành tiếng đều được hết. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là đủ đầy. Tôi là dư giả. Tôi là sung túc. Tôi là thịnh vượng. Hít vào một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Tôi cảm nhận trên cơ thể tôi những rung động từng tế bào. Đây là những rung động của sự tiền bạc, của sự giàu có. Bạn là tiền bạc. Bạn là giàu có. Bạn là dư giả. Bạn là sung túc. Bạn là thịnh vượng. Hít vào một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Tiền đang đến với tôi thật nhiều vô số kể. Tiền đến với tôi thật dễ dàng. Tôi đang mở đường cho tiền đến với tôi thật dễ dàng. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Như bây giờ tôi đang thu hút tiền bạc về với tôi. Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi thật sự biết ơn vì tiền đã đến với tôi. Hít vào một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Có nhiều dòng tiền đang chảy vào trong tôi. Tôi thấy tiền bạc ở khắp mọi nơi xung quanh tôi. Tiền đến với tôi nhiều vô số. Tôi nhận đón tiền bạc. Tiền bạc
lại đến với tôi ngày càng nhiều. Tôi là nám châm thu hút tiền bạc và sự giàu có. Tiền bạc đang chảy khắp về phía tôi. Sự giàu có đang bị hút về phía tôi. Tôi biết ơn mọi thứ mà tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ tôi nhận được. Tôi biết ơn tiền bạc và sự giàu có. Phút qua phút, giờ qua giờ, ngày qua ngày, tôi cảm nhận tiền bạc đang chảy về phía tôi. Hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Tiền bạc đến với tôi một cách bất ngờ. Thu nhập của tôi ngày càng tăng. Tôi đang sống trong thế giới của sự giàu có. Vũ trụ luôn ưu ái với tôi và dành sẵn cho tôi nhiều khoản tiền rất bất ngờ. Nhiều dòng tiền đang liên tục chảy về phía tôi. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiền bạc. Tôi hạnh phúc với số tiền tôi đang có. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Tôi biết ơn cuộc sống này. Tôi chấp nhận tiền bạc và sự giàu có là một phần quan trọng của cuộc sống của tôi. Tôi cho phép tiền bạc đến với tôi vô điều kiện. Tiền đến với tôi một cách dễ dàng. Tiền đến với tôi nhiều vô số. Tiền là bạn thân của tôi. Chúng tôi luôn có nhau. Chúng tôi luôn ở bên nhau. Mỗi ngày, số dư tài khoản của tôi đang liên tục tăng cao. Ngày hôm nay, mọi thứ tôi làm, mọi người tôi gặp đều tạo thu nhập cho tôi rất nhiều tiền. Tôi biết ơn tiền vì tiền đã đến với tôi rất dễ dàng. Tiền đến với tôi nhiều vô số. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Tôi là người chiến thắng trong trò chơi tiền bạc. Tôi là người được tiền bạc yêu thương tôi. Tôi không theo đuổi tiền bạc. Tiền bạc theo đuổi tôi. Tôi không chạy theo tiền bạc. Tiền bạc chạy theo tôi. Thu nhập của tôi đang tăng lên từng ngày. Tôi thấy ví của tôi đang đầy ắp tiền bạc. Tôi thấy tiền bạc ở khắp mọi nơi xung quanh tôi, kề cận tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã luôn ưu ái cho tôi những khoản tiền to lớn này. Tiền bạc
đã đến với tôi thật đúng lúc. Tiền bạc đã đến với tôi đúng thời điểm, ngay khi tôi cần. Tiền bạc luôn đến với tôi thật dễ dàng. Tôi là tiền bạc, tôi là giàu có, tôi là dư giả, tôi là đủ đầy, tôi là sung túc, tôi là thịnh vượng. Tôi càng cho đi tiền bạc thì tiền bạc càng đến với tôi nhiều hơn. Tôi càng cho đi, tôi càng nhận lại. Tôi càng giúp đỡ nhiều người, tôi càng tạo ra được nhiều tiền. Tôi càng tự do, thoải mái, tiền bạc càng đến với tôi một cách ung dung. Tôi càng yêu quý cuộc sống này, tiền bạc càng yêu quý tôi. Tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn vừa lắng nghe 55 câu khẳng định tích cực thu hút tiền bạc, sự giàu có, thịnh vượng bằng luật hấp dẫn có khoa học. Chúc các bạn